Dương Mịch kéo Lưu Thi Thi lên hot story bar chỉ vì một hành động nhỏ này. Trong khi Dương Mịch cao hứng bắt chước dáng chụp ảnh của Lưu Thi Thi, Bạch Vũ và nhiều sao khác, netizen nhanh chóng phát hiện một hình ảnh cực ngầu trên cánh tay trái của nàng Bạch Thiển. Cụ thể, vào tối ngày 17 tháng 8, Dương Mịch gây bão mạng xã hội khi bất ngờ cập nhật một bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ trải nghiệm đi thăm triển lãm của mình. Trong loạt ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, có thể nhận thấy nàng phù dao đi xem triển lãm với tâm trạng rất vui vẻ và thoải mái. Cô liên tục pose dáng theo cách tạo dáng của những nhân vật trong ảnh. Đầu tiên là bức ảnh chụp với Châu Tấn. Dương Mịch mặc áo phông xanh, quần jean, đội mũ lưỡi trai đen, thả tóc dài còn nhuộm lai xanh lam. Ngoài ra, cư dân mạng còn soi ra chi tiết khi Dương Mịch có hình dáng Powerpuff Girl trên tay, vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp. Trong đó, nhiều người hâm mộ còn bình luận như rằng tạo hình của Dương Mịch hôm nay thật giang hồ, tên cô ấy phiên âm là Giang Mi. Ngay lập tức, cụm từ khóa hình xăm dáng của Dương Mịch leo ngay lên vị trí thứ 7 trên top tìm kiếm Weibo. Chỉ là một miếng dán và có thể rửa trôi bằng nước thôi, nhưng chính những món đồ nhỏ nhoi này lại khiến Dương Mịch trồi lên vị trí thứ 7 trên top tìm kiếm Weibo và vô tình kéo Lưu Thi Thi cùng lên hot search trong đêm qua. Sau đó, ngôi sao tam sinh tam thế thập lý Đào Hoa còn cosplay lại hình ảnh của chính mình tại buổi triển lãm. Dù là đang chụp hình một cách ngẫu nhiên, nhưng Dương Mịch dễ dàng tái hiện lại thần thái cũng như biểu cảm khiến cư dân mạng thích thú. Điều đặc biệt và đáng chú ý nhất khi Dương Mịch không quên check-in cùng ảnh Lưu Thi Thi, người bạn thân nhất của cô. Dương Mịch còn nghịch ngợm bắt chước động tác của Thi Thi, dù không quá giống nhưng cũng đủ tạo nên khung cảnh đáng yêu. Suốt nhiều năm qua, Dương Mịch và Lưu Thi Thi bị đồn thổi bất hòa, mối quan hệ trở nên căng thẳng vì cạnh tranh lợi ích đóng phim, quảng cáo. Vốn là đôi bạn thân với nhau, vậy nhưng có một khoảng thời gian, cả hai tỏ xa cách, không muốn dính dáng gì tới nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai nghệ sĩ có nhiều sự kiện xuất hiện chung, tình cảm vì thế trở nên khăng khít trở lại.